Thì người nhà đang cầm cái di ảnh và cái lương hương để đem anh về thờ cúng, thưa cô chú anh chị. Kính thưa cô chú anh chị, thì mình đang phỏng vấn chú quản lý ở khu hỏa táng, thì có trường hợp là có một người đã mắc chuyển vào để hỏa táng, thưa cô chú anh chị. Thì nghe nói là người này 35 tuổi mà chưa rõ là nam hay nữ. Chưa biết là ở đây là ở đâu chuyển lại tới nữa. Đây là chú quản lý khu hỏa táng nha cô chú anh chị. Dạ là trường hợp là nam giới anh chị ơi, anh bị tai nạn anh chị. Anh chạy chiếc xe lôi tông vô chiếc xe tải. Quay nó quay. Nữa mình lên tới giấc này nào mình lấy cái ngày mai 9 giờ. Này. Đây là chú ruột có nghĩa của anh mới là đưa vô. chú đại diện luôn à. Đang thời gian con chờ gia đình lại lấy hài cốt là con lấy trước, nếu con lấy trước thì con lấy trước, còn nếu chờ thì con chờ là ngày mai. Chú nghe chờ là cứ thương vô hủ á. Cái đó mà chờ không nhớ con bị vụ đó hoài à. Đâu có phải mà nhiều người đâu sợ lộn bị hoài ha. Có người ta cái người mà đi ăn theo á, ăn theo tao nói sao không chờ gia đình lại đặng tao quay. Nhiều ý kiến ha. Trời nó rồi mình đang vô hủ rồi, tao đòi tháo ra làm lại mà mình sắp từ dưới sắp lên rồi mà giờ anh đổ ra thì lộn xộn chân à, lấy từ dưới chân lấy lên chứ không phải lấy trên đầu lấy xuống đâu. Nó mình sắp có luôn lấy thứ tự từ dưới này sắp dài 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 lên khi xưa người ta xương mà cốt á thì mắc lấy búa đập nha, còn xương mình á đã vô cái hũ bóp cái bập dội nhừ bóp cái bập nhừ đó. Tại vì cái luôn chú còn ống nguyễn còn văn nha mà đều có hơi gió mình bóp vô nó không phải à. Còn mà xương mà tiêu cốt á bóp từng đứt tay á, nó nằm ở dưới là mười mấy 20 năm nó nhiễm bùn sình rồi nó dần thư à đó. Chú ơi, trước tiên thì anh em con là bên kênh YouTube thì con thay mặt anh em chia buồn với gia đình chú. Thì chú cho con hỏi là anh em con ngồi chơi nhưng mà thấy cũng có chú Chính có kể lại đó, thì cái nguyên nhân anh bị sao mà mắc vậy chú? Cái nguyên nhân cháu nó chạy cái chiếc xe lôi, nó xe lôi là xe xe ba gác cái gì chú? Xe ba bánh. Cái có nghĩa là cái đầu mà nó lôi cái thùng cái đằng sau đó, à cái xe cái lôi ba nhé. gác Dạ là người ta lái là cái ba gác nó cũng ba bánh vậy nhưng mà cái này gọi là xe lôi. dạ lôi cái thùng sao xe Honda cho lôi cái thùng. Lôi cái thùng đó là anh chở cái gì hay gì chú? Nó chở mấy cái miếng dán để nó ra, nó làm nó chạy với ba cái mai nó đem ra ngoài đất của em nó trồng, nó chạy ra tới đó thì cái chiếc xe tải nó đậu ở lề đường. Đậu lại thường. À, nó đậu mà nó đậu nó nghĩa là cái hướng là cùng chiều, trong khi nó chạy gần tới có chiếc xe du lịch
nó đổ ngược chiều. Dạ, đổ ngược chiều. À, rồi nó chạy không biết là do hồi lúc đó nó có nghĩa là nó hớp hay gì là mình không biết. Dạ. Thì có hai cậu nó là chạy Honda theo làm sao. Dạ. Thì chạy tới đó là nó gặp chiếc xe kia là nó đụng vô cái đít xe. Đụng vô đít xe tải luôn. Đụng đít xe tải. Có nghĩa là cái lôi chiếc xe làm sao là mình quẹo qua là nó thấy nó cũng nguyên một cái về của nó cũng khó lái lắm. Cho nên là nó đúng đúng luôn. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái thằng này lái xe đó rất là nhuyễn. Cái lúc mà xảy ra tai nạn là mấy giờ vậy chú? Lúc khoảng 9:20. Là ngày mấy chú? Ngày qua âm lịch là 13. Ngày hôm qua luôn hả chú? 9 giờ sáng thì anh đang trên đường đi làm, chở đồ để đi làm. Dạ. Thì không may anh gặp nạn. Dạ. Dạ. Chú ơi, anh có gia đình chưa? Có dạ, gia đình, nhiêu tuổi? Mà trên chia tay rồi, nó có đứa con 3 tuổi. Dạ. Hoàn cảnh của anh cũng hơi nhiều bất ngờ qua luôn. À. Nó cảm gì không mà. Ở cái bài chung nhập cái cảnh mà cung cấp. Ba nó thì mất rồi. Dạ. Mẹ nó thì cũng đi làm như ông xin giữ cháu lâu rồi. Bà bán với số hiệu nè, bây giờ bà lội đâu có nổi nữa. À, cũng khổ nha. Vậy là gia đình mình cũng là gia đình khó khăn hả chú? Khó khăn, gia đình khó khăn. Dạ, dạ. Rồi vậy là... Chú là sao với... Cậu ruột luôn ha. Là chị anh ruột của mẹ. Em ruột của mẹ. Mẹ nó thứ tư, em thứ sáu. Rồi vậy là bà cũng lớn tuổi à. Ừ, nó 67 à. Dạ. Cũng cao rồi. Ảnh tên gì vậy chú? Tình Khân Lăng, tình Lăng. À, Lăng ha. Tình tình Lăng. Anh 35 tuổi. 35 tuổi. Đã có một đứa con 3 tuổi và dạ. Vợ chồng đã thôi nhau. Dạ. Dạ. À, cái địa chỉ nhà của anh ở đâu vậy chú? Ở ấp Long Phú An. Ấp Long Phú An. Xã Phú Thành A, huyện Tâm Nông. Đường xuống bến đò đó chú. Cái đường ngay chân cái trường mầm non đó. Đó ông Thảo đi xuống hay gì? Hay là ngay trường mầm non hả? Ngay trường mầm non. Trường mầm non trong chợ hay gì chú? Cơ sở ma của Phương Vũ đó. À. Thì ở trên tỉnh lộ nhìn thẳng xuống là cái nhà nó ngay cái đường sẵn xuống tới mấy con luôn. Ảnh ở Phú Thành nè. Vậy là ở ngay chỗ ông hàng tiện ông gì? Thịnh. Thịnh hả? Vô nè, hàng chỗ Thịnh luôn. Đi sang xuống Thịnh xuống đó. À. Vậy là anh chở cái đó là anh đi chở mướn cho người ta hay gì? Chở mướn. Chở mướn nha. Dạ. Gia đình cũng khó khăn hả chú? Có khó khăn lắm. Dạ, cái chiếc xe lôi đó là tôi mua nó đó, hồi lúc đó nó làm để nó đi chở ba chuyển ba cái thuốc nam rồi đồng đồng thôi. Con của người đó hiện tại là ai nuôi chú? Mẹ nó nuôi, nó nuôi. À đi về mẹ đó ha. Đâu có, là mẹ của thằng này nè, là bà nội nó nuôi. À, bà nội. À bà nội. Sống với ông nội bà nội. Sống với Bình Cha. Sống với bà nội. Vậy là người này cũng ở chung với mẹ luôn hả? À, đúng rồi, ở chung. Ở trong cái nhà luôn hả? Chung nhà bị nó úp mà. À. Rồi nó có cái thằng anh thứ ba. Yeah. Cái thằng đó nó khiếm khuyết có nghĩa là nó không có lao động gì được hết đó. Dạ. Yeah. Gia đình cũng một chuyện khó khăn. Bác sĩ hay là gì đó? Y sĩ. Rồi con thấy chú quen á mà con không nhớ ra được. Thì nói chung cái gia đình của chị khó khăn đó. Dạ. Yeah. Anh có hai đứa con. Yeah. Cái vấn đề như vậy là cái sự việc này là cái tai nạn đó thì đã giải quyết như thế nào chứ? Nói chung cái này mình nghĩ là cái chuyện mình không mong muốn xảy ra là ngoài mong muốn, mình không nói rơi nhé. Yeah. Nhưng mà bên bên cái sự mãi đó, hôm qua có cái đoàn mà mổ tử thi đó, yeah. Có đến làm việc với mình thì nó ngay mình cũng cho làm. Nhưng với điều kiện là mình làm theo cái kiểu đây đủ chứng cớ xảy ra cái chấn thương tử vong. Yeah. Thì ngày qua có mổ xẻ, nói chung ở bên cái đoàn đó thì nó là nó cũng kết luận, nhưng mà nói thí dụ 5-7 ngày sau mới có kết quả. Yeah. Chú cho con hỏi là ảnh khi mà tai nạn tại đó là ảnh ra đi tại đó luôn hả chú? Tại chỗ luôn hả chú? Cái thông tin đó là hai cậu đó là ông anh thứ ba tôi với em thứ út rồi. Dạ.
là cùng đi một lượt với nó. Dạ. Ở với xe Honda đằng sau, có nghĩa là thấy nó đung vô đó thì đưa tới trạm y tế, bị đó ra trạm y tế An Long. Dạ, cũng dạ, gần. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Rồi nói chung tôi cũng có một bạn làm trưởng trạm đó, bác sĩ đó đó, thì tôi điện thì hồi lúc đó đó là bác sĩ nói nặng lắm anh ơi. Rồi tôi mới hỏi chứ bây giờ ông tính coi, một là đi Hồng Ngự hay là đi Cao Lãnh hay. Nhưng mà lúc đó là sợ người nhà nóng ruột. Cái sự thật sau đó khi mà bệnh viện chở lên Hồng Ngự mà chưa tới Hồng Ngự qua khỏi chở An Long. Ừ. Nhưng mà vừa chở đi rồi là bác sĩ Cường nó mới điện, tôi cũng tên Cường nữa. Ừ. Nó anh Cường ơi, nó nói với cháu anh mới chết. Dạ. Yeah. Yeah. Là đã chở đi rồi mới là biết anh đã ngưng thở. Ngưng thở. Dạ, mất luôn. Dạ. Là mới chở về nhà ha. Mới chở về nhà. Dạ. Là chú ơi, thì cái hiện nay là cái thủ tục mà đem đi quả táng á và chung cắt á là gia đình mình đã thống nhất hả chú? Thống nhất. Là do nhà của mình là thống nhất đi quả táng chứ không có chôn. Đúng rồi. Là do đất đai mình không có hay sao? Nói chung không phải, bởi vì dạ, cái chủ trương này là nó ngay mình có điều kiện. Dạ. Có nghĩa là bản thân của tôi có điều kiện, tôi dạ, gom hết từ cái chỗ cha mẹ ông bà của tôi. Dạ. Cho đến cái tầng của anh em của chúng tôi. Dạ. Rồi tôi làm nhà có nghĩa là thiêu. Ừ. Cái thứ nhất. Dạ. Là có nghĩa là nó không ô nhiễm môi trường. Dạ. Cái thứ hai nữa đó là có nghĩa là khi mà con cháu sau này đó. Dạ. Ví dụ như cái điều kiện ở đó nó có di dời thay đổi. Dạ. Thì nó cũng gọn, yêu cầu dạ, dỡ lên thôi là mình lấy đi, cái ôm cái hũ đó đi. Rồi đi nữa. Dạ, chú cho con hỏi thì khi mà anh gặp nạn vậy đó, là cái người vợ của anh có hay chưa chú? Cái đó mình không biết, cái đó là bởi vì nó chết rồi, à, ví dụ mà cái nhỏ cháu dâu đó đó. Dạ. Mình không có liên lạc được. Dạ, không liên lạc được nhưng mà cũng hôm qua giờ cũng không có về. Không dạ, có về. Dạ. Chắc có gia đình quá. Cháu dâu có gia đình chưa? Mình không biết. À, dạ. Cái thông tin đó mình không nắm. Thì hiện nay thì cũng có người nhà của anh là có ba mẹ của anh ở đây hả chú? Ừ. Ba nó thì mất rồi. Dạ. Chỉ còn mẹ không mà mẹ nó đi không được. Đứa à, con nó bị gì nó sớm chở nó đi, nó không chịu đi. À, không chịu đi luôn ha. Ừ, nó khóc dạ, rồi nó không chịu đi. Rồi mẹ vẫn, nó ở nhà. Vẫn đội tang ba. Đội tang nó cũng không chịu. À, vậy luôn, không chịu luôn. Dạ. Nhưng nói chung cái đứa trẻ này nó cũng khiếm khuyết. Gì nó hả? Không có minh mẫn. À, nghĩa nó, dạ, nó không phải như mấy đứa trẻ. Một cái hoàn cảnh rất là đáng thương thưa cô chú anh chị và các bạn. Anh hoàn cảnh của anh rất là thương tâm, đi làm để kiếm tiền nuôi con, gà trống nuôi con đó, mà không may anh gặp tai nạn thì anh qua đời luôn đó thưa cô chú anh chị. Cũng nhờ một người cậu ruột là chú cũng là y sĩ, cũng ở địa phương, thì chú cũng giúp đỡ anh hết lòng. Chú đã đi đến đây để mà đưa tiễn anh lần cuối thưa cô chú anh chị. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú chia sẻ. Đây là những người hàng xóm cũng có thể là bà con của anh đó, để mà đưa tiễn anh lần cuối thưa cô chú anh chị. Đây là chiếc xe chở quan tài của anh lúc nãy, do họ vào đến bất ngờ thì mình quay để mình hỏi cái nguyên nhân trước là như thế nào đó. Thì mình đã hỏi người nhà xong rồi thì bây giờ em sẽ quay sơ cái hoàn cảnh của thưa cô chú anh chị. Thì địa chỉ của anh gặp nạn đó là cái người mắc tên gì con quên rồi. Người mắc tên gì? Dương Lăng. Dạ, cái người mắc tên là họ Dương tên Lăng, 35 tuổi. Thì hoàn cảnh khó khăn, anh đi làm mướn cho người ta, chạy xe chở đồ cho người ta. Thì không may anh né chiếc xe ngược chiều thì tông vô cái đít xe tải, anh qua đời luôn thưa cô chú anh chị. Anh bỏ lại một người con, 3 tuổi. Và anh thì là gà trống nuôi con. Thì hiện nay là người thân dòng họ đang đưa tiễn anh lần cuối thưa cô chú anh chị. Một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đã khổ đi làm thuê làm mướn rồi nhưng mà không may lại gặp nạn luôn thưa cô chú anh chị. Thì bây giờ là chuẩn bị để làm thủ tục quả táng thưa cô chú anh chị ơi.
giờ nhà cũng chuẩn bị tiễn đưa anh lần cuối thôi cô chú anh chị. Người nhà đang tiễn đưa anh lần cuối. Anh họ Dương tên Lăng, 35 tuổi, không may gặp tai nạn đã không qua khỏi thưa cô chú anh chị. Một hoàn cảnh hết sức là thương tâm thưa cô chú anh chị ơi. Đây là di ảnh của anh nè. Thì bây giờ ở bên trong đã tiến hành hỏa táng thưa cô chú anh chị. Đó, người ta đang thiêu ở đó thưa cô chú anh chị. Người ta đang đốt lửa thưa cô chú anh chị. Dạ thì do mà người nhà đã tiến hành thiêu rồi và bây giờ là họ chuẩn bị đi về nhà và họ đã đem di ảnh của anh về đó. Thì em cũng xin kết thúc video, thì có em sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để cho cô chú anh chị quan tâm và theo dõi. Thì cô chú anh chị thương thì bấm đăng ký và chia sẻ cho em chân thành cảm ơn.